Hai người công khai lên tiếng bị bắt và khám xét nơi cư trú tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 3, đó là ông Vũ Quang Thuận, hay còn gọi là Võ Phù Đồng, 51 tuổi, gốc Thái Bình, và anh Nguyễn Văn Điền, 34 tuổi, quê quán Nam Định. Họ ái có thêm thông tin. Tin cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội thực hiện lệnh khám xét bắt giữ với cáo buộc ông Vũ Quang Thuận và anh Nguyễn Văn Điền có hành vi làm phát tán nhiều clip trên mạng Internet mà cơ quan chức năng cho là mang nội dung xấu. Một nhà hoạt động tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết ý kiến về những clip mà ông Vũ Quang Thuận cũng như anh Nguyễn Văn Điển thực hiện và có nhận xét về biện pháp bắt bớ của nhà cầm quyền đối với hai người này. Tôi thấy rằng là đấy là những cái điều bình thường. Những cái vấn đề họ quan tâm hoặc là những cái bình luận về một số nhân vật đấy là những cái điều bình thường những cái đòi hỏi cái quyền tự do ngôn luận rất bình thường của con người trong xã hội còn cái việc mà bị bắt thì tôi thấy nó cũng hơi buồn cười ai có quyền mà thanh suy nghĩ những cái bình luận của họ về từng cá nhân từng cuộc sống từng vấn đề một thông tấn xã Việt Nam loan tin cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục công tác điều tra và mở rộng vụ án xin được nhắc lại ông Vũ Quang Thuận và anh Nguyễn Văn Điển từng có thời gian hoạt động tại Malaysia hai người từng phải ra tòa 8 lần ở đó do hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của người lao động Việt Nam tại Malaysia. Cả hai bị trục xuất về nước và bị giam ở Sài Gòn. Sau đó anh Nguyễn Văn Điển được cho ra, nhưng Vũ Quang Thuận bị đưa vào trại tâm thần ở Đồng Nai. Sau khi ra khỏi trại tâm thần, ông Vũ Quang Thuận và anh Nguyễn Văn Điển tiếp tục cùng nhau lên tiếng về những vấn nạn tại Việt Nam. Chỉ số dân chủ năm 2016 của Việt Nam thấp và đất nước này vẫn còn bị cai trị bởi một chế độ toàn trị. Đó là đánh giá được nêu trong phúc trình vừa mới công bố của Economist Intelligence Unit. Đây là đơn vị chuyên phân tích, nghiên cứu thuộc nhóm xuất bản tạp chí The Economist. Đánh giá được dựa trên một số tiêu chí như tiến trình bầu cử và đa nguyên, chức năng của chính quyền, sự tham gia chính trị và văn hóa chính trị. Theo những tiêu chí được căn cứ để đánh giá thì năm 2016, Việt Nam xếp hạng 131 trên tổng số 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được xem xét. Việt Nam đứng trên Trung Quốc, Lào và Bắc Hàn, thuộc nhóm các nước độc tài và trong thực tế theo chủ nghĩa cộng sản. So với thứ hạng năm ngoái, thì năm nay Việt Nam có tăng lên được 3 bậc, từ 134 năm 2015 lên 131 năm 2016. Đây là năm thứ 9 Economist Intelligence Unit tiến hành nghiên cứu và công bố phúc trình về chỉ số dân chủ của các quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, nhiều tàu kiểm ngư Việt Nam sẽ được tập trung tại những khu vực biển mà Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 8 tại Biển Đông. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết mục tiêu của biện pháp đưa thêm tàu kiểm ngư đến khu vực chỉ định nhằm để bảo vệ và hỗ trợ cho người dân Việt Nam. Trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 3 ở Hà Nội, đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Vũ Duyên Hải, Phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Thủy sản lập lại quan điểm của chính quyền Hà Nội là quyết định đơn phương từ phía Trung Quốc cấm không cho đánh bắt hải sản tại biển Đông đưa ra hôm 27 tháng 2 là vô lý, vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quy định quốc tế. Theo ông Vũ Duyên Hải, hành động của Trung Quốc làm cho tình hình tranh chấp tại biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng gây khó khăn cho việc khai thác hải sản tại các ngư trường truyền thống của người dân Việt Nam. Trước hành động phi lý của Trung Quốc, ngoài việc lên tiếng phản đối, cơ quan chức năng Việt Nam huy động lực lượng kiểm ngư cũng như khuyến cáo ngư dân nên đi đánh bắt thao tổ đội, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau và liên lạc với lực lượng kiểm ngư để được hỗ trợ. Lực lượng hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vào ngày 2 tháng 3 cũng đã phát hiện và truy đuổi 3 tàu Trung Quốc xâm nhập đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Tin cho biết vào ngày 2 tháng 3, trạm radar 535 Hải quân thông báo ở khu vực 17 độ 55 vĩ độ Bắc, 106 độ 50 kinh độ Đông, cách cửa danh khoảng 24 hải lý về phía đông đông bắc. Cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 13 hải lý, có một tốc tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Lực lượng hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cử hai tàu cùng 16 cán bộ chiến sĩ xuất phát làm nhiệm vụ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, lực lượng này đã vây bắt được hai tàu cá và chín ngư dân Trung Quốc tin cho biết phía Việt Nam tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm vùng biển, cảnh cáo và tổ chức phóng thích hai chiếc tàu bị bắt. Lực lượng biên phòng Việt Nam tiếp tục xua đuổi chiếc còn lại ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cũng tin liên quan, ngành du lịch Hoa Lục vừa cho một tàu du lịch xuất phát đến quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn từ Việt Nam Cộng Hòa cách đây hơn 40 năm. Tân Hoa Xã loan tin tàu du lịch có tên Trường Lạc Công Chúa, vào ngày 2 tháng 3 đã bắt đầu chuyến đi từ thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Trên tàu có hơn 300 hành khách tham gia chuyến du lịch sinh thái 4 ngày 3 đêm đến 4 đảo thuộc nhóm lưỡi liềm thuộc Hoàng Sa. Đây là chuyến hành trình đầu tiên nằm trong chương trình của tập đoàn Vận tải eo biển Hải Nam mở vào năm 2013. Chiếc tàu trường lạc công chúa của tập đoàn này có vốn đầu tư 230 triệu nhân dân tệ. Tàu có sức chứa gần 500 người, tàu dài 126 m, rộng 20 m và cao hơn 7 m, lượng giãn nước hơn 12.000 tấn. Vào tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng những khách sạn, biệt thự và cửa hàng mua sắm trên nhóm đảo Lưỡi Liềm. Bên cạnh đó là những dự án du lịch nghỉ dưỡng sang trọng tại các đảo chiếm đóng ở Biển Đông. Thưa quý vị, hơn 300 tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 3 tiến hành bãi thị kéo nhau lên biểu tình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để phản đối việc ký hợp đồng không ghi rõ thời gian, trong khi chờ quyết định chuyển đổi mô hình quản lý của chợ. Trung Khang theo dõi và gửi đến quý vị chi tiết sau đây. Mạng báo thanh niên loan tin trích dẫn phát biểu của những tiểu thương tham gia biểu tình rằng Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, từng hứa tại cuộc đối thoại vào cuối tháng 11 năm ngoái là sẽ ký hợp đồng thuê kiosk lâu dài cho đến khi Ủy ban thành phố Hà Tĩnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ nhà nước sang doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục ký hợp đồng lâu dài với tiểu thương và điểm đặc biệt là không thu thêm kinh phí sửa chữa chợ. Tuy vậy, khi ban quản lý chợ Hà Tĩnh gia hạn hợp đồng với tiểu thương lại không ghi rõ cụ thể thời hạn nên những người trong cuộc phải lên đến Ủy ban nhân dân tỉnh để phản đối trưởng ban quản lý chợ Hà Tĩnh, ông Nguyễn Duy Hòa, nói với phóng viên báo Thanh Niên là hiện có 860 hộ trên 1.000 hộ kinh doanh tại chợ đã hết hạn hợp đồng 15 năm. Theo chỉ đạo của Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chỉ cho tiểu thương gia hạn thêm 3 tháng nữa. Ông này yêu cầu tiểu thương ngưng bãi thị và chờ để đối thoại tiếp với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng, tiểu thương không đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Duy Hòa. Xin đừng nhắc lại trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 11 năm ngoái, gần 1.000 tiểu thương chợ Hà Tĩnh đã bãi thị để phản đối các quy định liên quan của cơ quan chức năng. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, ông Chủ tịch Đảng Quốc Khánh đã có buổi đối thoại với tiểu thương. Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Thế giới Bảo vệ Động vật Hoang dã. Hàng năm thì nhân dịp này, 14 tổ chức tại Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi hành động giúp thanh niên trong nước gia tăng khả năng bảo vệ những loài động vật ngoài tự nhiên. Minh Khoa có thêm thông tin. Thông cáo báo chí phát đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết, kêu gọi được đưa ra là sự thay đổi phải đến từ chính chúng ta và phải thực hiện ngay khi có thể để cho lớp trẻ tạo được sự khác biệt trong công tác bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam. Theo thông cáo thì quỹ dân số liên hiệp quốc thống kê, số người thuộc độ tuổi từ 10 đến 24 tại Việt Nam chiếm đến gần 40% dân số. Đây là nhóm lớn trong dân và là các nhà lãnh đạo tương lai, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên phải được nâng cao năng lực để hành động trên phạm vi cả nước và toàn cầu nhằm bảo vệ động vật hoang dã. Thông cáo nhắc lại tình trạng đáng ngại là rất nhiều loài động vật hoang dã đã và đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam và đây cũng là nơi mà nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn diễn ra. Vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam là nước chủ nhà hội nghị quốc tế lần thứ ba về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép. Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.